Này là mỗi tấm là một đinh thôi à? Vâng. Cái đấy là hơi trượt lên quá hay sao rồi Hưng? Lên quá hay sao rồi? Nghiêng nhiều quá rồi Hưng ạ. Úi rồi, cẩn thận chân nha. Có những cái mà cần phát sinh thì nếu mà Hưng cần hỗ trợ thì có thể là bảo với anh nhé. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung với chị kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực có đi xuống nhà em Hưng, Thuận của bác ạ. Và cháu Lực có ghi lại một cái thước phim nhỏ nhỏ sau khi mà được anh chị Quyền Yên cũng như là bạn Trình là giúp đỡ rồi. Đến cái thời điểm hiện tại thì các bác nhìn thấy mọc lên một cái ngôi nhà ở đây thì khá là đẹp cô bác ạ, và kết hợp nữa ở bên ngoài như là những cái màu sơn của nhà, coi như là mặc một cái áo mới cho nhà và rất là nổi bật. Và hôm nay cháu Lực xuống thì cũng có nhận được một cuộc điện thoại của em Huân, Hưng nói với cháu Lực rằng là cái phần tôn ở phía trên kia kia cô bác này thì em Hưng muốn bắn thêm để cho nó chắc và mượn máy của cháu Lực đi xuống để mà em ấy bắn và cũng như là sửa lại cô bác. Ở đây thì gọi là bắn thêm chứ không phải là sửa lại. Đấy, có vẻ là ở trên chỗ cái thế đất của Hưng này cô bác này thì không thể tránh khỏi được rằng là có những chỗ thì bị sạt khá là nhiều cô bác. Đấy, như phía bên kia thì tiếp tục là bị khi mà dính nước mưa xuống là nó cảm giác như cái thế đất này nó là cái đất đỏ ấy, cho nên là khi mà có nước một tí là nó trôi rất là nhanh. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào nhà của Hưng của bác nhé. Vừa rồi thì em đã cầm máy đi vào trong nhà để mà em ấy bắn ở trong nhà trước rồi. Đấy, ở đây thì có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy là tiếp tục là lại là làm kẻ phần thế này sao các bác ạ? Đấy là lấy thêm cát về. Nhà cửa thì tất cả mọi cái là cửa thì đã được làm xong hết rồi cô bác. Ở trong nhà thì bây giờ đang cái quá trình mà làm đấy các bác, cho nên là nó vẫn còn hơi bừa bộn một chút, chưa sắp xếp lại được à. Ôi, bắn tận đâu ấy Hưng? À, thế lấy là lấy bắn ở đấy thôi à? À. Cái chân đấy là làm xong hết rồi à? À, trên này có khi ngủ trên này cũng được quá nhở? Cái túi này liệu là có đủ không? Chắc là đủ nhỉ? Đủ à? Cái này là gỗ gì đây? Xoan. Cái xoan không phải sao mọc đâu nhỉ? Cái xoan này là chỉ cần bào thôi là nó đã lên màu đẹp rồi cô bác ạ. Có chìa khóa nhà cửa lớn lớn này không? Dạ. Chìa khóa nhà cửa lớn này không? Có. Anh để lấy mở cho một tí gió vào đấy chứ không. Anh mở cái trong anh. Tôi cái này phải dùng chìa khóa mở với sao Hưng ạ? Dạ. Dùng chìa khóa mở với sao ấy? Vặn bên này. Hả? Ai không được. Ngược lại. Không được ấy. Cứng. Kéo tay đi nào. À đây. Đây rồi. Cửa xịn quá. Có vẻ như là không biết mở ấy cô bác. À. Bên này cũng có chốt đây. Đấy, mở cửa xong ra cho nó
gió nó lùa vào có tí không khí mát một chút. Hưng thì có vẻ là đang bắn lại thêm cái này thì cũng khá là ổn đúng không bác ạ? Còn chào không các bạn. Đây, từ từ đã, từ để anh lấy cái mic cho Hưng đã. Này lên được hai người không đấy? Ui thoải mái. Thoải mái à? Đấy. Ui à, chỗ này lên chỗ này ngủ thế này cũng được nha. Anh gửi cho Hưng một cái mic nhá, từ từ nhá. Thế hôm nay là chỉ có một mình em Hưng em thôi à? Vâng. Con chào con bác bà, chào cô chú ạ, chào con chị. Ở trong này thì là hơi tối một chút. Trên này có định lắp bóng điện không? Không, trên này không lắp anh ạ. À. Không ở là không lắp. Làm cái sàn này thì sau khi mà mình ngủ dưới này thì nó đỡ nóng một chút nhỉ? Đúng rồi, nó mát hơn đây. Này là Hưng tự... Ôi, từ từ Hưng ơi, cái này chưa vào, ở đây. Này là Hưng tự làm hay là thợ... Có thợ làm không? Thợ làm anh ạ. Thợ thôi à? Vâng. Tại Hưng thì em mới là rất là chịu khó của bác ở nhà thì có những cái gì là cần phát sinh ấy là em sẽ tự làm luôn. Hôm nay Thuận đi học không? Có anh ạ. Có à? Vâng. Nay cho Thuận đi học. Thuận làm bây giờ học trên xá rồi nhỉ? Đúng rồi. Rồi đi học trên xá thì cũng lại khá là xa. Này là mỗi tấm là một đinh thôi à? Vâng. Cái gỗ son đỏ này thì phải nói là rất là đẹp của bác. Đây là không cần sơn đâu các bác nhá. Đây là bào để cho nó bóng lên thôi. Nếu mà phủ thêm một lớp bóng nữa thì nó còn... Nó sẽ còn bóng đẹp hơn nữa. Cái phần gỗ này là hôm nọ là làm trong vòng mấy ngày ấy Hưng? Dạ. Phần gỗ này hôm nọ là làm trong vòng mấy ngày ấy? Đây ạ. Ờ? Khoảng 4 ngày sao? À. Cái phần dưới sàn này thì là thấy là Hưng là để 1, 2, 4 cây sắt nhỉ? Vâng. Đấy, 4 cây sắt thì rất là chắc chắn đúng không bác? Cái gỗ này như là loại khác nhỉ, gỗ này? Dạ. Gỗ này là loại khác nhỉ? Đây là cái xoan ấy. Nhưng mà, à đây là, đây là cái xoan, còn cái này là? Cái đấy cũng là họ hàng của xoan nhưng mà nó lại khác hơn anh ạ. À. Trong cái này có vân rất là đẹp của bác này. Bên này là đỏ. Để là bên này là xoan đỏ, bên này là xoan trắng nhỉ. Bên đây có vẻ như không ăn nhỉ?
nóng vặn nhiều. Bên đấy có vẻ không ăn mấy nhỉ? Bên này là nó bị phố này nó bị đẩy lên. Chỗ đấy chắc là trong chắc phải bắn máy đinh vào. Ở dưới này thì hiện tại là nhà thì đã sơn là thì có vẻ như là sơn là xong hết rồi đấy. Này còn là chỗ nào không chưa sơn nữa không? Sơn xong hết rồi nhỉ? Sơn xong rồi. Hả? Sơn xong hết rồi. Sơn xong hết rồi đúng không? Ừ. Tại ở trong này sơn là một lớp màu trắng nữa bác. Màu trắng này thì sau này mà mình tháp điện lên thì nó sẽ nhìn là nó sẽ sáng và nó nổi hơn. Mỗi tấm một đinh nữa à? Vâng. Sợ hết đinh ý. Đây tí còn bắn tôn nữa mà nhỉ? Đây bắn tôn anh ạ. Cái máy này thì là cho Lực mua cũng khá là lâu rồi các bác ạ. Trước thì cho Lực có được là chị là Trần Tố Giáng My ấy, chị có là đợt đấy là bắn tôn nhà ông Dung ấy, thì cháu được xin chị là trích tiền quỹ ra để mà mua thêm cái bắn, để mua thêm cái máy bắn này, thì lúc nào mà đi tới là những cái hoàn cảnh nào thì cháu Lực còn dùng cái máy này để mà đi. Tại đây hôm nay thì lại đến đợt đến em Hưng để mà mượn. Sau khi mà phủ thêm một lớp sàn ở trên này thì phải nói là nhìn trong khá là rộng rãi không bác. Sau đây ngồi dưới phần giường là không nóng một tí nào đấy. Ra những cái góc bên của Hưng bắn thì còn dễ dàng một chút nhỉ. Đi xuống dưới thì vừa rồi là phải nói là Hưng đi bắn cực kỳ là khó không bác ở dưới kia ấy. Tại vì là cái phần mái ở kia là nó thấp ấy. Cái này chắc để em đi làm cái trên này trước. Làm trên này á? À không, bây giờ em đi làm trên kia tí nữa. Lúc nào mà nắng thì lên đây có thể kéo điện lên đây bật, vừa bật quạt vừa làm cũng được. Chứ không là tí trên kia là nắng quá là không đi được ấy. Vào trong nhà thì hầu như là tất cả vật dụng mọi cái thì cũng đều khá là đầy đủ hết rồi cô bác. Đấy, nhưng mà bây giờ đang trong cái quá trình mà làm ấy thì những cái đồ đạc nó sẽ hơi để ngổn ngang một chút cô bác nhá. Vậy xuống cẩn thận nhé Hưng nhá. Vâng, lúc sau đây. Ê, đồ 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 đạc này là cũng chuyển hết gần gần ra đây rồi à? Vâng. À, đây là chắc là những cái đồ mà các bác gửi lên cho thì nha, là Hưng không đem lên trên là nhà mới nữa, à lên trên nhà cũ nữa các bác. Em buổi tối là Hưng ngủ đây à Hưng? Không, em ở trên nhà trên kia. À, thế này là trong lúc mà nghỉ trưa đúng không? Vâng. Đấy, trần sau khi mà Hưng làm cái trần xong các bác, nhìn cái phòng nó khác hẳn. Đấy, bây giờ thì lại tiếp tục là cùng Hưng để mà lên trên là bắn cái phần trên kia. Đây để anh cầm vít lên cho nhá. Vâng. Ôi, đường đấy trèo được lên không đấy? Lên tốt mà anh. À, trèo ra phía phần bên này đã xong mới lên nhỉ? Lên hẳn đây luôn á? Chào anh đây.
Đằng sau này thì có vẻ như là chỗ này còn đất, còn nước mưa vào nó bị trôi đất đi nhỉ, thế này ấy. Đúng rồi anh ạ. Cái nhà của ông Sò bên kia thì hiện tại thì cái phần hông phòng ngủ của bác thì cũng đang gặp cái trường hợp là như thế này này các bác này. Cứ có nước mưa là nó bị xói xói mòn vào trong. Không thì lên từ cái bếp bếp trên này đã Hưng. Đấy sợ thì nó không chịu được mà. Đấy, lên thật nha. Anh có lên không? Lên trước đi. Đi Anh đi. gửi đồ cho em nhé, em cứ lên trước đi. Không bỏ dép ra. Không bỏ dép ra không lên được. Này, lên trên. Cứ lên đi xong à, lên trên anh ném cho. Anh đưa đi em. Em sợ lắm, không ném được đâu. Ôi, có vẻ là cũng chắc chắn rồi, thấy là không có bị rung một tí nào cả Tôn đấy. Đấy, ở đây là bây giờ nắng nắng ra một tí đấy Hưng ạ. Hưng thì sợ rằng là nó không chắc chắn đấy các bác, thành ra là Hưng lại bổ sung thêm một chút là đinh vít nữa. Đấy, ở phần tôn này thì là Hưng cũng phải là sửa lại các bác nhé, là bổ sung thêm đinh thôi. Quay bắn cẩn thận Hưng nhá, không là tí nữa lại nhìn thấy xuống nhà là nhìn thấy trên này toàn thùng thùng đi. Hai nhà của Hưng thì ở cái chỗ này các bác nhá, ở dưới này là có một nhà hàng xóm Hưng nhỉ, đúng rồi ở đằng sau em ấy. Anh nhìn là trong có cái kiểu như là có nhiều rừng cây quá đấy, nhưng mà nhà là nhà của dân là cũng nằm dưới đấy hàng xóm ấy. Ấy, có vẻ không trúng sắt hay sao ấy, thấy nó vào dễ dàng đấy. Cái phần là đinh này là trước là Hưng cũng tự bắn à, hay là đội thợ nó bắn hết Hưng đinh này? Trước đội thợ bắn anh ạ. À, có vẻ như là thưa thưa đinh nhỉ. Cái phần mái ở trên này thì cũng khá là chắc chắn, cho nên là Hưng đi lại cũng cực kỳ là an tâm. Ui, cái tôn này thì phải nói là lên một tí thôi, thấy là nó hấp nhiệt rất là nhanh. Ừ. Suy thôi. Để xịt đi. Chéo 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 đầu đinh xuống dưới một tí. À, kiểu nó ở nghiêng ấy nhỉ. Đúng rồi. Chéo chéo đầu đinh xuống một tí. Này là bắn xong là chắc là Hưng phải bơm thêm cái silicone cái vào ấy nhỉ. Đúng rồi anh ạ. À đây, thấy cái đầu nó ở đây không? Chéo quá rồi, nó bị trượt thanh sắt rồi. Đấy, em cứ ngắm ngắm xem đinh này, ở đây bây giờ nó đang lệch đi xuống lên trên quá nhau ấy. Trúng đinh rồi nhưng mà nó không vào, nó không chịu vào ấy. Thank you.
Nó hơi chách lên trên một tí nhỉ? Đúng không? Bắn bổ sung ở dưới mỗi tấm một vít nữa. Mỗi tấm một vít à? Chưa rồi. Ra cái xá bên kia thì có vẻ như là bên kia xá bên kia là người ta kinh tế hơn các bác ạ. Thấy là có rất là nhiều nhà xây này. Cái thanh này cũng nhỏ nhỏ này. Đấy là hơi trượt lên quá hay sao rồi Hưng? Lên quá hay sao rồi? Dạ. Cái đinh đấy là lên quá hay sao rồi? Em thử nghiêng nghiêng đi, đầu đầu nó đi xuống dưới. Nghiêng một tí thôi, đừng nghiêng nhiều quá. Tại vì đây, nhìn nó thẳng đinh rồi mà. Không có. Phải nói là mỗi lần mà Trấn Lực ghé vào nhà Hưng là có một điều thay đổi rất là lớn các bác ạ. Tại mà một tháng trước thì vào thấy là bếp đang hoàn thiện bếp với lại nhà vệ sinh. Ngày đến ngày hôm nay thì hầu như là công việc của mấy anh em đội thợ là hết rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại những công việc mà, của em Hưng. Bắn nó vẫn thẳng rồi nhưng mà đi vào trong đấy đinh nó bị trượt nhờ. Nó trượt sát ra ấy. Nó không cắn vào sát. Có một cái máy cho nên là chỉ một mình em Hưng làm được không bác ạ? Có hai máy thì có hai anh em là cùng làm nó nhanh hơn rồi. Này Hưng là cứ dùng bao giờ Hưng mà hoàn thiện nhà của Hưng thì anh xuống lấy sau nhá. Vâng. Cái máy ấy. Nhưng hiện tại thì anh cũng chưa dùng đến cho nên là cứ Hưng cứ mượn trước đấy. Nghiêng nhiều quá rồi Hưng ạ. Ui rồi, cẩn thận chân nha. Hôm nọ anh theo dõi video thì ở bên kia thì cũng đã mua rồi đúng không Hưng? Bên kia? Dạ. Ở bên kia thì cũng đã mua rồi đúng không? Đúng rồi. Đến tận cái cây góc cây thông ấy. Cái thông kia không? Đúng rồi. Quay lại đúng không? Vâng. Thế ra mặt bên này thì có không? Này có bán nhưng mà không có tiền để mua đấy nhỉ. À bên này là không có tiền để mua à? Ừ. Thế là mua được bên kia là bao nhiêu mét nhỉ? Kia là 7 mét. À. Đấy. À, nhà Hưng thì bên chỗ mà phòng ngủ đối diện ra bên kia các bác nhé. Làm Trấn Lực cũng theo dõi được bên của anh chị Quyền Điển thì lại tiếp tục là mua thêm là được 7 mét nữa thôi. Cái thời tiết ở dưới nhà của Hưng này cũng là thuộc dạng là nắng oi đấy Hưng nhỉ? Dạ. Thời tiết ở dưới nhà Hưng này ấy, nắng oi nhỉ? Đúng rồi, hôm nào cũng nắng như thế mà anh. Nhưng mà cảm giác nó oi hơn đấy. Đúng rồi. Chưa sát rồi. Thank you.
tại đây thì các bác theo dõi được những cái video mà bên Hoa Cải Vàng hay là bên anh chị Quyền Yển đăng tải lên, thì các bác nhìn thấy là Hưng là một cái gọi là một cái thanh niên mà sau khi mà được các bác giúp đỡ thì em ấy rất là chăm chỉ là để làm các bác ạ. Hầu như là những công việc mà nhỏ nhặt, những cái phát sinh ấy, là em ấy một mình là tự làm. Tại bây giờ mà nếu mà không tự làm cái gì thì cũng bảo đến anh chị Quyền Yến hay là bạn Trình thì phải nói là cũng khá là phức tạp. Ui. Này mấy hôm nữa sau khi mà Hưng bắn hết xong hết cô bác nhá, Hưng sẽ lại tiếp tục là bỏ thêm một cái lớp silicone vào trên cái đinh cho nó sẽ không có bị là ngấm mưa xuống ấy. Mặc dù là cái đinh này nó vẫn có thêm một cái lớp nhựa ở trên này rồi. Không được. Nó cứ bị kiểu cái màu nó không ăn vào sát nhỉ, trượt ra. Nó bị trờn đây nhỉ. Này nếu mà một mình Hưng mà bắn thì bắn hết cả nhà đi độ tầm một ngày không? Chắc buổi buổi sớm anh ạ. Cả bắn cả đằng sau luôn chứ. Đúng rồi. Trượt rồi. Trượt à? Phải nói là thời tiết là bây giờ đang tầm độ 8 9 giờ sáng rồi các bác nhá. Nhưng mà lên nếu mà nắng lên trên này một tí là đi là cảm giác rất là rát chân rồi. Nghiêng quá rồi đinh đấy. Nghiêng quá thành ra cho nó mắc. Thuận là có phải ở trong trường luôn không Hưng? Dạ. Thuận có ở trong trường không? Không anh ạ, chiều về. Chiều lại về à? Thế là nếu mà chiều có hôm nào Hưng đón được là Hưng đi đón, còn không được thì là cùng bạn đi về à? Đúng rồi. Nghiêng quá rồi, đinh đấy, anh thấy. Lúc mà em chí nó xuống thì nó bị lệch đinh. Nó vẫn thẳng mà nhưng mà nó không ăn vào sắt này, nó bị trượt đi ấy. Giờ mới ăn, bắn nó ăn là biết ngay. Em căn chuẩn thế mà nó lại không vào nhỉ. Cẩn chân nhá. Thế lại trượt lại vào chân đấy. Lại xì rồi. Bị nghiêng sắt. Bây giờ nếu mà bây giờ ở trong nhà hoàn thiện rồi chắc dọn dẹp phải tầm 1 tuần nữa nhỉ? Dạ. Thế Hưng thì đã chọn được ngày nào để mà làm tân gia chưa? Chưa anh ạ. Chưa à? Ôi ôi, chân nha. Nóng. Bỏng hết chân rồi.
Nãy mà anh em mình bắn ở dưới phần sàn kia thêm độ tầm bắn cho xong thì chắc là lên trên này không dám lên rồi. Đúng rồi. Vừa rồi thì hai anh em cũng đã bắn được là đi một nửa thôi các bác, nhưng mà tuy nhiên là thời tiết là bây giờ là nắng quá, thì ra là hai anh em không có làm được nữa rồi. Bây giờ đi lên trên này là cực kỳ mà bọc chân của bác ạ. Ôi ra bên này còn đỡ đỡ một tí này, bên này đang mát thì Hưng bắn bên này luôn. Chân bỏng hết rồi. Ồ cái đinh này nó bị nho lên rồi này. Dạ. Thế này đinh đấy là bắn không chắc. Có bắn bên này không hay là anh em mình xuống? Anh em mình xuống thôi ạ. Rồi. Nào mát thì lên. Tí chiều Hưng ạ, tiếp tục là làm sao? Ui trời, nóng. Có đằng sau này nữa không có cái kè to này cũng nguy hiểm đấy nhỉ, thực kè này. Đây. Cái này kè cao bằng nhà luôn đấy. Đúng rồi. Cao 3 mét. Nhà cũng cao 3 mét mấy rồi. Có thang đem về luôn chứ. Ủa ở đây kiến nhiều quá đây này. Đúng rồi, có loại kiến đỏ này. Cái này đốt đâu lắm. Cái này nó vẫn là cái đất mà đất thịt chứ không phải đất mượn nhá, nhưng mà nó vẫn bị trôi đi nhỉ. Nó không giữ được đất ấy. Cái loại đất này các bác ạ. Đất này là đất đỏ, còn đất ở nhà hai ông cháu kia là cái đất mà lại thuộc dạng là đất cát. Này bây giờ có chìa khóa để vào thì khóa cửa xong là đi đâu cũng yên tâm rồi nhỉ. Đồ đạc này cũng để thoải mái rồi. Vâng ạ. Phòng nào phòng nấy cũng đều rất là rộng rãi các bác ạ. Cảm thấy là bắn chân xong rồi nhìn nó khác hẳn nhỉ. Vâng. Chân này còn chân này là còn chưa sơn đâu nhá. Nếu mà sơn thì chắc là này gọi là chỉ có sơn bóng rồi nhỉ, loại chân này. Vâng. Nhưng mà gối này công nhận là thơm này. Ủa, mùi thơm nhẹ nhỉ? Nó không thơm mà đặc ấy, mà nó vẫn thơm mà nhẹ nhẹ nhàng một chút. Ở đây thì đang chuẩn bị lấy cắt là để kè thêm à Hưng? Đổ sân anh ạ. À đổ sân thôi à? Thế còn là phần này thì bao giờ đổ sân xong thì mới kè à? Vật liệu và cái thời gian này là ở bên kia có chỗ nào bị tắc không Hưng? Trước thì có nhưng mà bây giờ thông được anh ạ. Thông rồi. Đây là đổ theo cái phần sân này đó là cũng ở đâu đó là vào hòm hòm đấy nhỉ. Là. Cái xi này, đây là xi đúng không? Vâng, xi. Xi này chắc để đổ sân thôi nhỉ. Xi chắc gì đổ, cái này để đổ sân đấy. Đấy, bây giờ cảm giác như Thuận là đi học ở nhà một mình thì cũng thiếu thiếu vắng vắng đấy nhỉ. Vâng. Trong 2 tháng vừa rồi Thuận ở nhà thì lúc nào cũng phụ giúp được anh, nhưng mà bây giờ thì còn đi học xa nữa chứ bây giờ ấy. Bây giờ đi học xa. Nếu mà ở nhà mới, từ nhà mới này đi trên kia thì chắc là rơi vào tầm độ bao nhiêu cây? Khoảng 3 cây đấy nhỉ. Phải đi, nếu mà Thuận đi học của bác ạ, là tít ra bên chế đằng sau cái quả đồi trên kia. Khoai lang này có phải của nhà Hưng trồng không đấy, khoai lang này? Không, nhà bác bán quán bên kia. Cái này vừa mới đổ đất vào thì trồng tốt đấy nhỉ? Tốt, cái này tốt mà anh. Hưng thì ở dưới này là không có đâu nhỉ? Không có. Không có mỗi là đấy. Mỗi là phía ở mặt à bên này thôi. Ra tận là tít ra cái cây thông bên kia nhỉ, khá là rộng ấy. Vâng. Chỗ kia thì sau này nếu mà đào vào thì có làm chuồng trại đâu nhỉ? Vâng.
Đi học về sớm đấy nhỉ? Thuận đi học về rồi. Nhưng mà thời gian này chắc là chưa đi học đúng không? Thời gian này chắc đi vào trong lớp ngồi chơi thôi á. Chắc phải tầm độ một tuần nó mới ổn định nhỉ? Dạ, tuần nữa. Nhưng mà ở đây là em không cho Thuận là ở trong trường hay là bên trường nó trường không cho Thuận ở? Đây là chưa, đây chưa chưa có chương trình ở trong đấy đây anh. Thuận là năm nay lên lớp 3. Lớp 3 rồi. Vâng, lớp 3 là chưa chưa được ở. À. Chắc sang tuần. À. Sang tuần nó ở, hôm nay đi. Nhưng mà có khi là chắc là có khi là được ở trong đấy hết đấy. Nếu mà như bên nhà trường cho ở thì em cho Thuận ở hay là cho đi về nhà? Cho Thuận ở trên anh ạ. Trên thì nó lúc nào cũng có cô giáo kèm cặp thì nó đỡ hơn nhỉ? Đúng rồi, kèm cặp thì học hành với lại cả cái khoảng thời gian học của em ấy nhiều hơn. Nhiều hơn. Chứ bây giờ mà thời gian từ trên kia xuống thì mặc dù là Hưng cũng có xe máy để mà đi đón đấy các bác. Đấy nhưng mà đôi lúc thì Hưng lại không có đi đón được. Thành ra là để em ấy lại đi bộ một mình thì về cũng khá là tội. Ở vì cái video hôm nay thì cháu Lực đi vào nhà Hưng các bác. Thì thứ nhất là cũng xuống để mà thăm nhà cửa Hưng, và thứ hai thì cũng đem một đem máy xuống cho Hưng. Thế thì máy này thì bao giờ Hưng làm xong thì hãng trả anh cũng được rồi nhá. Vâng, cái này thì anh để cho em mượn khoảng 2-3 hôm để em bắn nốt cái trần này với lại sửa nốt cái tôn kia. Em cứ dùng đi, bao giờ mà xong thì bảo anh. Bây giờ hiện tại là anh cũng chưa có dùng đến cái máy này quá. Vâng. Trên này thì Hưng bảo là bổ sung thêm mà. Vâng. Cho nó đỡ bị như kiểu cảm giác là nó bị vóng anh. Nó bị vóng. À, để vóng tôn lên nhỉ? À, ở trên cái chỗ nó bị hở nhỉ? Đấy, cái đường này em vừa bắn xong rồi nó không bị hở nữa này. À. Cái đường này này. Đổi trên này đúng không? Đây. Em vừa bắn. Trên này thì vừa rồi Hưng vừa bắn xong cái đường này rồi các bác. Thế mà hết cái đinh ấy, Hưng cứ bắn đi. Nếu mà hết đinh thì bảo là Trình hay là anh chị quyền điện lại mua thêm một túi cho thì bắn thoải mái. Bắn để cho nó chắc ấy. À, thảo nào là vừa rồi hay chật quá nhỉ? Cái tôn này là cái sắt này là xoay cái mặt nhỏ. Đúng rồi. Cái mặt nhỏ cho nên là bắn nó hay trượt quá. Nó bị kiểu nó bị nghiêng sắt ấy. Đúng rồi. Nó nghiêng ấy. Đúng rồi. Tại hôm nay thì cháu Đức đi xuống nhà Hưng thì ghi một thước phim, thì rất là mong là các bác theo dõi hết video. Và có lẽ là chắc là bây giờ cháu Đức cũng xin được kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Thì cho Hưng là một tí nữa Hưng còn lên trên nhà mới để làm thêm nhà cũ nhỉ. Vâng. Làm thêm những công việc hàng ngày của Hưng nữa. Rồi thì lúc nào mà Hưng rảnh tiếp tục là ra bên này để mà hoàn thiện thêm. Có những cái mà cần phát sinh thì nếu mà Hưng cần hỗ trợ thì có thể là bảo với anh nhá. Vâng. Anh xuống được hỗ trợ cái gì thì anh xuống hỗ trợ cái đấy. Vâng. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào các bà ạ, chào cô chú ạ, chào các anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.